Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài diễn biến tiếp theo trong đời sống tình cảm. Đây là video chọn tụ bài. Các bạn sẽ chọn tụ bài phù hợp với năng lượng của mình. Và mình có hai tụ bài số 1 và tụ bài số 2. Và sẽ đếm từ 6 đến 1, các bạn lựa chọn một tụ bài phù hợp với năng lượng của mình. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và vì đây là trải bài chung, mình chỉ nói theo những điều cần nói, chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Và thông điệp có rất nhiều. Hy vọng các bạn tiếp cận thông điệp một cách tích cực nhất và lựa chọn thông điệp phù hợp với mình. Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài cho tụ 1. Và trong trải bài, các bạn có lá bài sau đây. Đầu tiên, các bạn có lá bài 5 ly. Kế tiếp nữa là các bạn sẽ có một lá bài thuộc bộ tiền, đó chính là 3 tiền. Và lá bài cuối cùng của các bạn có, đó chính lá bài Queen of Cup, nữ hoàng ly. Sau đây mình xin giải thích cho các bạn ở lá bài đầu tiên. Khi mà lá bài 5 ly này xuất hiện thì chứng tỏ có một số việc các bạn chưa có hoàn thành hoặc không đạt được kết quả mong muốn trong tình cảm. Các bạn đã thấy là tình cảm của mình không diễn ra như bạn mong đợi và hy vọng. Và các bạn cố đắm mình và tự dằn vặt mình vào những cái hối tiếc, những gì bà đạn đã đánh mất. Cái việc các bạn gặp khó khăn khi cố quên đi cái quá khứ và các bạn không có biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm đó, nó khiến cho bạn bị cuốn vào trong cái vòng lặp của quá khứ và không thể biết tiếp đi được, nên đánh mất những cơ hội mới. Những cái kỷ niệm đau buồn tổn thương trong quá khứ tiếp tục làm phiền bạn rất là nhiều, bởi vì bạn là người sống có trách nhiệm cho hành động của mình. Do đó, bởi vì quá trách nhiệm nên để cho quá khứ đè nặng lên vai của bạn, tưởng chừng mọi việc đi vào bế tắc rồi, bởi vì bạn không có thấy được cái trọng điểm của vấn đề. Thì đây là cái thứ bạn cần phải nhìn thấy được, cái đường đi đúng đắn nhất nhìn cho mình. Thông điệp lá bài có một cơ hội đưa đến cho bạn, đó chính là sự tha thứ và khả năng phục hồi. Sau khi bạn đã mắc cảm xúc của mình rất là nhiều rồi, bởi vì bạn cảm thấy thất vọng chính những cái hành động của người khác, tại sao chúng ta không bao dung tha thứ cho họ, từ tận trái tim của mình để giải phóng cho bản thân của mình thoát khỏi sự thất vọng, bởi vì chính chúng ta đã kỳ vọng và mong muốn ở người đó làm chúng ta rất là nhiều. Khi họ không đáp ứng lại đúng những gì mong muốn, các bạn bị tổn thương và đau khổ. Điều này các bạn hãy nên từ bỏ từ từ những cái kỳ vọng mong muốn ở người khác. Chúng ta đừng nên bao giờ có suy nghĩ là muốn thay đổi được ai, bởi vì thay đổi cho người khác gây ra đau khổ, thay đổi chính mình chính là hạnh phúc. Phải chăng là bạn đã mong đợi quá nhiều ở đối tác của mình hay không? Và để cho mối tình của các bạn tiến triển hoặc có thể quay lại với người yêu cũ hoặc là tiến lên một tầm cao mới, thì các bạn hãy nhớ rằng cái việc bạn ý thức được cái mong đợi của mình thực sự là có hợp lý hay không thì chúng ta hãy mong đợi. Cái trí tuệ chúng ta là phát triển chính từ cái lỗi lầm trong quá khứ. Hãy suy ngẫm lại những gì đã đưa đẩy bạn đến cái thời điểm hiện tại, những gì gây tổn thương cho các bạn, rút ra cho mình những bài học quý giá từ những cái lỗi lầm, từ những cái quá khứ mà các bạn đau buồn đó. Ngay cả khi mọi thứ đã đi vào bế tắc rồi, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ tìm được ánh sáng để chúng ta đi theo, bởi vì không có gì mà không có mặt tích cực ở trong đó các bạn. Tại vì các bạn không muốn tìm cái mặt tích cực của nó mà thôi. Khi các bạn nhìn thấy mọi sự việc tích cực, điều tích cực ở cái người đối tác của mình, điều tích cực từ cuộc mối tình, thì từ đó những cái tiêu cực sẽ dần tan đi thôi các bạn. Bởi vì các bạn có thể mất rất nhiều thời gian, nhưng mà không có thể là chúng ta không có hy vọng để cho các bạn có thể trở lại mình, lấy lại chính bản thân mình tự tin nhất có thể. Bởi vì trong một cái tình huống này đó, chính các bạn không thay đổi thì các bạn sẽ không làm được gì hết. Cách duy nhất là hãy nhìn mọi thứ theo hướng cách tích cực hơn, để chúng ta nhìn nhận mọi việc thoáng hơn. Hãy đứng ra quan sát lại những hành động khi xưa của mình, hành động hiện tại. Bạn thấy là bạn có thích là cái người mà người ta ở gần mình hay không? Bạn có thích khi bạn yêu bạn hay không? Khi bạn thấy bạn yêu bạn và thích ở gần bạn, thì chính lúc đó cái người đối tác của bạn sẽ muốn yêu và muốn ở gần các bạn. Và cơ hội chỉ đến khi các bạn dẹp bỏ đi cái bậc cảm giác bị mắc kẹt trong quá khứ. Bởi vì khi đó các bạn sẽ có một cái tình trạng rất là bất ổn về cảm xúc,
bạn không biết điều khiển cảm xúc của mình, từ đó cái hành động cũng như lời nói của mình không có tiết chế, gây ảnh hưởng và tổn thương người khác mình không biết. Điều quan trọng nhất là các bạn phải điều khiển được cảm xúc của chính bản thân mình. Và có một dấu hiệu, có một số bạn đang tự cô lập của bản thân mình. Bởi vì bạn cảm thấy quá đau lòng và thậm chí không muốn hẹn hò bất kỳ ai, thì các bạn làm sao có tình yêu khi các bạn không bắt đầu muốn hẹn hò được. Các bạn muốn có được thì các bạn phải hoàn toàn sẵn sàng dẹp bỏ quá khứ và tiến tới vào cái mối quan hệ mới, hoặc làm mới là cái mối quan hệ cũ của mình bằng chính cách là thay đổi chính con người mình trước tiên nha các bạn. Tuy nhiên, qua lá bài số 2 thì mình rất vui mừng là ở đây các bạn đã nhìn ra được những cái bài học của mình trong quá khứ. Các bạn đã có sự cố gắng là nỗ lực. Những cái nỗ lực các bạn đang làm lại cho các bạn tín hiệu rất là tích cực. Lá bài 3 tiền này đánh dấu cho hành trình của những nỗ lực, những kết quả hiện tại. Nhưng đây không phải là kết quả cuối cùng của các bạn. Do vậy các bạn đừng có ngừng cố gắng, ngừng trau dồi bản thân. Hãy biết điều khiển cảm xúc của mình. Hãy trở thành một cái phiên bản hoàn hảo nhất là chính bạn. Bởi khi bạn đang sở hữu được một cái tinh thần chiến đấu rất là tuyệt vời, nó sẽ giúp cho bạn đạt được những cái điều bạn ước mơ trong cuộc sống. Tuy nhiên, các bạn phải nhớ rằng, bởi vì khi mà các bạn sở hữu quá cái nhiều mà tài năng mà bạn có được á, thì bạn sẽ trở nên rất là kiêu ngạo. Bởi vì có thể bạn tài năng trong lĩnh vực này, nhưng không có nghĩa là bạn sẽ giỏi hơn người khác ở lĩnh vực khác. Do đó các bạn phải đừng có bao giờ để cho mình trở thành cái chủ đề đẹp quá hoặc giỏi quá để cho những cái ganh ghét đố kỵ bởi những người xung quanh. Khi họ không đẹp bằng, họ không có tài năng như bạn, họ ganh ghét và đố kỵ là cái điều các bạn phải nên tránh bằng cách khiêm tốn. Vì lúa chín là lúa phải cúi đầu. Chúng ta đẹp, chúng ta thành công, chúng ta giỏi, tự khắc cái người bên cạnh người ta cảm nhận được, không cần mình phải đánh trống la làng nữa các bạn. Sự khiêm tốn là điều các bạn cần phải học hỏi. Và thách thức được đặt ra khi mà các bạn đã không có hiểu rằng tình cảm là dựa trên cái nền tảng yêu thương, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Bởi vì các bạn đã quá quan tâm và kiểm soát đối tác của mình, điều này đã tạo cho đối tác bạn một sự ngột ngạt. Và đây là cái điều bạn phải nên ngừng lại để cho người ta có một cái không gian riêng, tự do làm tất cả những gì họ muốn. Sự quan tâm ở mức vừa phải sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên ngọt ngào hơn. Bởi vì đây là cái thời gian thích hợp, bạn phải nên kiểm soát là tất cả những cái việc mình thao túng tâm lý người khác. Điều đó nó sẽ không giúp cho các bạn phát triển hơn trong mối quan hệ sau này, cũng như mối quan hệ mà bạn muốn trở lại với người yêu cũ. Tất cả cái sự kiểm soát là không có được chấp nhận hay phán xét, sẽ không được chấp nhận trong tình yêu, đặc biệt là không bao giờ luôn nha các bạn. Thực sự trong một trải bài về tình yêu thì lá bài 3 tiền nó một lá bài rất là tốt. Đặc biệt nếu bạn đã có ai đã yêu thương quan tâm thì lá bài này nó nói rằng cái người đó nhìn thấy ở bạn một ánh sáng vô cùng tích cực và cho rằng bạn là cái người hội đủ tiêu chuẩn mà họ đang tìm kiếm. Mặc dù là tình yêu các bạn chưa phát triển hoặc là mạnh mẽ, nhưng họ thấy bạn là cái người mà họ muốn cam kết sau này. Các bạn đang đi rất là đúng đường. Vì vậy các bạn hãy kiên nhẫn. Nếu như các bạn chưa có người yêu hoặc đang tìm kiếm và bị ngắt khách nói, thì lá bài này cho thấy là các bạn có nhiều khả năng sẽ gặp lại cái người đó. Là cái người này sẽ xuất hiện trong môi trường các bạn làm việc. Hãy luôn để ý và nhạy bén với những cuộc tình hoặc cuộc tình trở lại trong môi trường làm việc nha các bạn. Nếu tình cảm các bạn đang gặp vấn đề á, thì bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ một cái cố vấn hoặc là từ cái trải bài tarot để bạn thấy là cái vấn đề mình là gì và cần phải khắc phục, để cho đối tác và bạn có thể phát triển cùng nhau và thấu hiểu nhau hơn. Bởi vì nếu như mà mối quan hệ của bạn còn tương đối mới á, thì đây chính là cái thời điểm các bạn nên tìm hiểu tất cả về nhau, tìm cách chia sẻ cuộc sống của mình với nhau. Chúng ta có thể thu hút nhau bởi vì chúng ta khác biệt, nhưng mà để muốn cho một cái tình cảm được lâu dài thì nhất định các bạn phải tìm cái điểm chung giữa hai người càng nhiều càng tốt. Khi càng có nhiều điểm chung thì chúng ta mới sống lâu dài và tình cảm mới bền chặt được. Khi đó các bạn có đủ đam mê về thể xác, các bạn có đủ trách nhiệm để cam kết về tình yêu, các bạn có thể giao tiếp thật sự với nhau bằng ngôn ngữ trên cái tinh thần là không đúng không sai, chúng ta chỉ tranh cãi để chúng ta thấu hiểu nhau hơn, chúng ta cùng nhau phát triển, chứ không phải chúng ta hạ bệ uy tín hay làm tổn thương nhau.
thì từ đó các bạn sẽ có được một tình yêu bền vững sau này rất là bền chặt. Và lá bài cuối cùng đó chính là nữ hoàng ly. Thì đây khi xuất hiện trong trải bài là vấn đề các bạn cần phải nhìn thấy là cái việc bạn thông cảm cũng như thấu hiểu người khác và thể hiện cái lòng trắc ẩn của mình thật sự. Các bạn biết tập trung vào hạnh phúc của người ta hơn là so với cái việc là bạn lựa vào trời giải thích hay là phán xét hợp lý hay không hợp lý. Bạn phải thực sự hỗ trợ và bạn giúp người khác bằng cách kết nối cảm xúc chính mình với cảm xúc của họ để thấu hiểu là họ nghĩ gì. Các bạn phải chấp nhận cái sự khác biệt bởi vì chúng ta đến từ hai cái gia đình khác nhau, hai cái địa phương khác nhau. Chúng ta có sự giáo dục khác nhau, tư duy sẽ chắc chắn sẽ khác nhau. Chúng ta phải tô màu lên một bức tranh nội tâm thật sự là sâu sắc để chúng ta có thể đối phó được những thử thách trong cuộc sống. Chúng ta phải nên chia sẻ và đồng cảm nhiều hơn. Các bạn phải ôm cái người yêu của bạn nhiều hơn bởi vì chúng ta có quyền thương họ hơn so với bạn bè. Khi mà các bạn có được cái tư duy là cái người yêu của bạn chính là cái người bạn cần phải yêu hơn so với bạn bè của bạn. Cái người bạn phải nói lời ngon ngọt nè, cái người bạn phải đối xử tốt nè, phải gấp 2, gấp 3 lần á, thì khi đó các bạn mới có khả năng giữ được người yêu của mình. Bởi vì họ là người mình yêu mà. Tại sao nếu như các bạn đối xử cái người đó mà tệ hơn bạn của bạn, bạn chửi người ta, bạn nói những lời tổn thương, hay bạn tối ngày các bạn phán xét đúng hay sai, thì theo bạn nghĩ vậy là bạn hay là kẻ thù hay là người yêu? Cứ vậy hoài, nó chưa mức làm bạn, nó thú hồ như là người yêu chúng ta. Bởi vì cái sự phán xét đúng sai, ganh tị, đố kỵ với tình yêu là cái điều rất là sai lầm. Các bạn đang đối xử người yêu mình như là kẻ thù của mình mà các bạn không biết á. Các bạn đừng có nhân danh tình yêu để các bạn thao túng, bạn cho là có quyền kiểm soát cuộc sống người khác, muốn người khác thay đổi. Bạn có chắc là mình hoàn hảo để cho người khác phải hoàn hảo giống mình vậy không? Và thông điệp của lá bài nữ hoàng ly này muốn cho các bạn phải sống theo cái trái tim của mình nhiều hơn là cái đầu của chúng ta. Có thể các bạn sẽ cảm thấy là mình thiếu ý thức, thiếu tính logic, thiếu trực quan, đôi khi bị quá mơ mộng. Nhưng các bạn yên tâm đi, cái điều này khuyến khích các bạn nên làm cái điều đó. Bởi vì khi các bạn sống với trái tim của mình, các bạn có lòng trắc ẩn, các bạn biết cảm thấu với nỗi đau của người khác, thì đây là lúc các bạn bình tĩnh và khám phá nội tâm của họ để tìm ra phương pháp hợp lý để dung hòa cho cả hai. Và câu trả lời cho diễn biến tình cảm mối tình kia như thế nào, thì đây là một lá bài rất là tốt. Cả ba hai lá bài cuối cùng nói lên cái tình cảm các bạn sẽ đạt được điều bạn muốn, tiến triển rất là cao. Khi các bạn biết nuôi dưỡng được cái năng lượng về cảm xúc của mình, biết thấu hiểu và điềm tĩnh hơn, sự đáng yêu và tốt bụng của bạn sẽ giúp có khả năng kết nối lại cái người đối tác của mình ở mức định tình cảm rất là cao. Thông điệp của lá bài hy vọng các bạn dành cái thời gian để suy nghĩ về những cảm xúc của mình và biết điều khiển nó từ góc độ bên ngoài. Tức là các bạn không phải là bạn nữa, bạn là cái người đứng nhìn cái hành xử của các bạn, cảm xúc của các bạn. Bạn có thấy mình chấp nhận được mình hay không? Khi bạn chấp nhận được hình ảnh của bạn thì lúc đó người ta cũng sẽ chấp nhận hình ảnh của bạn mà thôi. Và lời khuyên của lá bài là các bạn nên cần tập trung và cởi mở cũng như trung thực về cảm xúc của mình. Bạn buồn, bạn nói bạn buồn, bạn vui, bạn vui. Bởi vì đối tác của bạn đang muốn bạn sống thật hơn với cảm xúc của mình. Bạn đừng có tỏ vẻ ra mình mạnh mẽ nữa. Đây là cái thời điểm rất là tuyệt vời để các bạn có thể kết nối với người đó một lại lần nữa. Sự ấm áp, nữ tính và yêu thương của bạn, sự quan tâm, một người biết lắng nghe và cái lòng trắc ẩn sẽ đánh thức được trái tim đã tan vỡ từ lâu. Có thể bạn và họ sẽ kết nối với nhau rất là nhiều trong giai đoạn này. Và thông điệp của Oracle muốn gửi cho các bạn đó chính là sự sáng suốt. Các bạn phải tìm thấy và phát triển nhiều hơn cái khả năng của mình để các bạn có thể vượt qua những cái sự sợ hãi cũng như tìm thấy được cái sự thật từ chính những cái ảo tưởng của mình khi xưa. Đây là cái lúc bạn phải sống chánh niệm và tỉnh thức nhất có thể. Và tiếp theo sẽ là thông điệp từ những lá bài tình yêu. Đó chính là các bạn sẽ có một sự thay đổi rất là bất ngờ. Đây chính là các điều các bạn sẽ được thấy được ánh sáng, một cái tin tức rất là đặc biệt, rất là bất ngờ, rất là hiển linh và giúp cho các bạn đổi biến đổi rất là nhiều trong cái tương lai rất là gần. Và đây là một cái mối quan hệ rất là karma các bạn. Các bạn sẽ cảm thấy tình cảm các bạn được trao chặt vào nhau,
các bạn sẽ đem đến những bài học với nhau rất là nhiều. Nó khiến cho cái cảm xúc của bạn bị rối bời và hỗn lộn. Nếu các bạn cảm thấy cái mối quan hệ này nó không được tốt đẹp thì các bạn nên để cho nó ra đi và hãy yêu thương bản thân của mình nhiều hơn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong tủ bài số 2. Và trong trải bài này các bạn gồm có những lá bài sau đây. Các bạn có lá bài chính gậy và kế tiếp nữa là các bạn sẽ có lá bài 7 ly ngược. Và lá bài cuối cùng sẽ là một lá bài The Tower. Lá bài đầu tiên, lá bài chính gậy, đó chính là đại diện cho cái cơ hội của bạn trong tình cảm, diễn biến của bạn như thế nào. Thì đây cho thấy là các bạn dù đã kiệt sức và bị thương rất nhiều lắm rồi, nhưng mà các bạn lại toát lên một cái sự đề phòng, người ý chí của bạn không có bỏ cuộc. Bạn muốn là bạn phải nhất định phải vượt qua cái thử thách đó. Bạn muốn có được cái người đó cho đến phút cuối cùng. Bạn cầm cây gậy như cái điểm tựa để bạn bảo vệ mình, bảo vệ các bạn. Bạn tin tưởng vào cái tương lai. Bạn không có sợ từ chối hay thất bại. Bạn can đảm và bền bỉ và kiên trì với những cái thử thách đang gặp phải. Bạn sẵn sàng đối đầu với nó. Bạn không có sợ không chùn bước. Bạn không sợ khổ, không chịu tổn thương trong mối quan hệ với tình cảm các bạn hiện có. Chính các bạn hiểu rõ nhất là cái nguồn năng lượng của mình đã cạn kiệt rồi. Bạn dần dần không có tin tưởng bản thân của mình nữa. Bởi vì bạn cứ cảm thấy là một cái gì đó thôi thúc mình làm cái gì đó rất là vô ích trong cái mối tình cảm này. Khi bạn thấy mình, tại sao mình bền bỉ như vậy, mình yêu thương người ta như vậy, mà sức cứ khó khăn, những chuyện bất như ý cứ xảy ra liên tục, mà có gì đó nó ẩn giấu bên trong, nó vô cùng khiến cho các bạn không đạt được tình cảm của mình trong cuộc sống này. Nó khiến cho bạn cảm thấy là mình đã quá sức cạn kiệt thực sự để giữ được cái mối quan hệ được bền vững. Hay các bạn đi cố đi một tìm một cái tình cảm nào đó mà trong vô vọng từ trước tới nay. Chính các bạn, nếu các bạn đang sống độc thân thì các bạn cảm thấy là tại sao mình trì trệ với người ta. Mình đã cố gắng thay đổi rất là nhiều rồi. Cái việc là bạn nên tạm dừng lại cái lo lắng về điều này. Bởi vì bạn thực sự rất là kiên cường và bạn có một ý chí rất là nhiều, đừng để cho những cái ý chí làm nản lòng các bạn. Bởi nếu như các bạn trong mối quan hệ, các bạn nên xem xét lại những cái sai lầm cũng như bài học của mình. Từ đó mình có cái nhìn cũng như sự lựa chọn đúng đắn nhất cho những điều cần làm ở trong tương lai. Bạn có khả năng hấp dẫn bởi vì chính sự kiên cường mạnh mẽ của các bạn. Có thể là một cái tình cảm gì đó không hoàn mỹ, nhưng chính sự cố gắng kiên trì của bạn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác. Bởi vì khi mà các bạn trong mối quan hệ lâu dài, cái việc bạn khẳng định được bản thân của mình trong tình yêu á, nó lại khiến cho các bạn cảm thấy rất là mệt mỏi, muốn buông xuôi chính đối tác của các bạn. Bởi vì đây là cái điều làm cho hai bị tổn thương rất là nhiều. Các bạn hãy nên khơi gợi lại cái cảm xúc mặn nồng của các hai khi xưa. Hãy bỏ đi cái tôi của mình. Bởi vì tình cảm được xây dựng không phải trên những cái đau khổ phán xét cũng như là hạ bệ đối phương của mình. Không có ai đúng ai sai trong đây các bạn. Các bạn phải đặt cái niềm tin đối với đối tác của mình là chúng ta sẽ tranh luận dựa trên cái quan điểm nâng đỡ giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải tranh luận để là ai đúng ai sai, để từ đó gây ra cái sự mối quan hệ bị đổ vỡ. Điều các bạn cần làm là khơi gợi lại cái điều cảm xúc cần có trong mối quan hệ này và tiếp tục cho nó phát triển hơn khi xưa rất là nhiều. Có thể là các bạn cảm thấy rất là khó khăn để các bạn hãy duy trì được. Nếu như các bạn không làm thì sẽ không ai làm với các bạn. Chắc chắn cái tình cảm đó sẽ đổ vỡ nếu các bạn không chịu thay đổi nó. Các bạn không biết đem lại những cảm xúc mặn nồng khi xưa của hai người. Thì đây là cái lá bài thông điệp chính dạy muốn gửi đến cho các bạn. Và một cái thách thức diễn ra nữa là trong một trong hai bạn đang có một cái tổn thương rất là nhiều trong những cái mối quan hệ ở quá khứ. Chỉ khi nào các bạn phải để cho những cái ảnh hưởng tiêu cực của mối quan hệ cũ không gây ảnh hưởng lên bạn hoặc người đó, thì từ đó các bạn mới có sức mạnh để nuôi dưỡng cái tình cảm hiện tại của hai người. Mình mong là cả hai bạn phải biết buông bỏ những cái tiêu cực của những mối quan hệ khi xưa, đừng lấy làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại. Vì cái người mới họ không có xứng đáng nhận lại những cái phán xét, những cái tiêu cực từ người cũ đem lại. Các bạn nên suy xét điều này thật là kỹ nha các bạn. Và thách thức của mối quan hệ tương lai của tình cảm này là gì? Các bạn có lá bài 7 ly. Đây là một cái nguy cơ
tôi thấy trước mắt tất cả chỉ là ảo giác. Bạn cần phải nhận thức được đâu là thực tế, đâu là ảo tưởng. Bởi vì cho thấy cái sự lựa chọn và kế hoạch thì có rất là ít hoặc hoàn toàn là không có trong thực tế luôn. Bởi vì những cái thứ bạn nghĩ nó hạnh phúc á, những cái thứ bạn nghĩ bền lâu á, nó nằm trong trí tưởng tượng các bạn á. Và cái giá phải trả cho các bạn là bị mắc kẹt trong thế giới đó, mắc kẹt trong cái người đó. Bởi vì bạn đang cố gắng biến những điều ảo tưởng thành hiện thực. Bởi vì bạn bước vào một cái cánh cửa trong thất vọng bạn không biết. Bạn có nghĩ nó là thiên đường, trong khi đó chính là địa ngục. Bạn không có nhận ra thấy được cái tầm nhìn của mình đang bị hạn hẹp rất là nhiều. Bởi vì cho thấy những cái giấc mơ các bạn tạo ra, từ cái bạn xây dựng cái hình ảnh của người đó, hoặc là cái mối quan hệ của bạn đẹp lung linh quá mức cho phép. Do đó các bạn bị đắm chìm trong cảm xúc, nó khiến cho bạn bị tê liệt, lo toan quá mức. Bạn đưa ra những cái quyết định, những cái lựa chọn mà không có đánh giá một cách cẩn thận ưu và nhược điểm của đối tác đó, để bạn biết là mình có lựa chọn đúng đắn hay không. Bởi vì các bạn phải xác định đó là lựa chọn đúng thì các bạn mới có hạnh phúc được. Bạn chọn sai người, một cái bad boy, một người tệ, một người lăng nhăng, một người cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập, thì làm sao bạn có hạnh phúc được. Bạn có làm, bạn có trở thành thánh thần, có trở thành thiên thần hay chăng nữa, thì bạn cũng mãi mãi không có hợp được với người ta. Bởi vì bạn người ta có cùng năng lượng đâu, sao chúng ta có thể được thay đổi người ta được. Nên nhớ cho mình, thay đổi người khác chỉ là đầy đau khổ chính mình mà thôi nha các bạn. Và thông điệp của lá bài là các bạn phải cẩn thận suy xét những cái ảo tưởng ẩn sâu trong cái sự quyết định lựa chọn làm của mình. Bởi vì đây là cái thấy là bạn thấy cái vẻ đẹp và khoáng thích, bạn mù đắp lên cái xấu của người khác luôn, những cái sai của người ta. Bạn bị cuốn vào những giấc mơ, trí tưởng tượng của bạn rất là nhiều. Hoặc là có thể bạn đang sống trong tiêu cực rất là nhiều luôn, bạn không biết. Bởi vì cách bây giờ là các bạn phải nên sống tỉnh thức hơn. Bạn nên biết là bạn đừng để cho những ảnh hưởng bởi những chiếc ly chiếu đầy những con rắn có sự ghen tuông xảo quyệt. Cám dỗ ở đây có thể là tình dục, cám dỗ ở đây có thể là vật chất, cám dỗ ở đây có thể là vẻ bề ngoài. Nó khiến cho bạn nghĩ cái đó là cái thực sự bạn cần. Bởi vì đó là những cái thứ rất là vật chất, nó khiến cho các bạn bị điều khiển. Bạn bị điều khiển bởi cái thế giới vật chất rất là cao. Bạn không nhìn thấy được cái nội tâm sâu sắc ở con người khác. Bởi vì các bạn phải trả giá cho những thú vui nhất thời đó. Thật là quá đắt. Bởi vì có thể ảnh hưởng đến suốt cuộc đời chúng ta luôn. Nếu chúng ta lấy lầm người, chúng ta vì cái người đó chúng ta làm những điều không đúng, chúng ta trở nên rượu chè hay nghiện ngập, là cái điều không nên. Các bạn phải xem xét lại cái cám dỗ đó, cái ảo tưởng đó có thực sự là tốt hay không tốt, thì câu trả lời các bạn phải tự tìm thấy bằng chính bản thân, phải tìm ra. Và có một cái dấu hiệu là các bạn đang trốn tránh cái việc xem xét về cái mối quan hệ này có đáp ứng được cái nhu cầu và mong muốn các bạn hay không, hoặc cái lựa chọn các bạn có đúng hay không. Bởi vì thay vì các bạn tận hưởng một cái vài khoảnh khắc yên tĩnh, các bạn lại phí thời gian của mình theo đuổi những cái thứ thật sự không khiến cho bạn hạnh phúc. Bạn phải nên xem xét, dừng lại và cho phép bản thân của mình bình tâm lại một thời gian, suy nghĩ cẩn thận về những cái vấn đề mà tình cảm các bạn đang gặp phải. Cuối cùng thì các bạn vẫn có thể xóa tan được cái màn sương mù của sự nhầm lẫn này và tập trung vào mục tiêu của mình đúng, và tìm ra cái phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề và tìm ra một cái người phù hợp với các bạn hơn so với các bạn sao dịu bản thân, tinh thần của mình bằng những cái ảo tưởng không có. Và diễn biến tiếp theo trong đời sống tình cảm và tương lai có mối quan hệ là gì? Thì mình rất buồn khi lá bài The Tower này xuất hiện. Nó thể hiện cho nỗi tham vọng tình cảm của các bạn được xây dựng trên một nền tảng rất là sai lầm. Vì thế cái tia sét xuất hiện trong lá bài để phá vỡ đi cái những cái gì đang tồn tại ở hiện tại của các bạn, mở đường cho những điều mới mẻ hơn xuất hiện. Và đây chính là một cái ý niệm rất là mơ hồ về sự thật. Nó thôi thúc các bạn phải phá vỡ những cái sai lầm của mình, cái tầm nhìn hạn hẹp của mình khi xưa, để các bạn trốn chạy ra khỏi cái sự hủy diệt chính bản thân của mình. Thật sự không có lầm thì đây nói là cái mối quan hệ các bạn, đây là một cái mối quan hệ rất là tharmic, rất là xấu. Bởi vì có những điều bạn tin rằng không bao giờ thay đổi á,
bạn nghĩ nó là cái vật sẽ ở bên bạn suốt đời á, thì đây chính là lúc cái niềm tin của bạn cần phải thay đổi. Cái sự biến đổi trong cuộc sống là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Mặc dù khó chấp nhận cái điều đó, người ta không có thương mình hoặc cái người đó không tốt, nhưng mà các bạn phải học chấp nhận cái thực tại, nhìn thấy được cái những cái điều mà họ thực sự là không có xứng đáng với bạn. Bởi vì chúng ta không có thể mù quáng trong tình cảm các bạn. Bây giờ bạn còn trẻ, bạn có thể chịu đựng được những tổn thương, đau khổ. Bạn già rồi, bạn có chấp nhận cái người đó họ lăng nhăng với người thứ hai, người thứ ba không? Bạn có chấp nhận cái người đó cờ bạc rượu chè suốt thời gian bạn sống 60 năm, 70 năm không? Bạn chấp nhận những trận đòn của họ hàng ngày không? Từ ngày này qua ngày nọ không? Nếu bạn nói là bạn có thể chấp nhận được 60 năm những tật xấu của họ thì mình xin chúc mừng. Bạn sống trong những cái chấp nhận, mình dám chơi, mình dám chịu. Khi bạn đặt những câu hỏi là liệu mình có thể chấp nhận cái tật xấu của họ đến suốt cuộc đời 60 năm hay không? Trái tim bạn đủ lớn để chứa đựng nữa không? Bạn cảm thấy là bạn làm cái điều đó vì cái điều gì? Và con cái sau này, gia đình chúng ta nhìn vô cái việc đó, họ có hạnh phúc, chính bản thân của bạn có hạnh phúc hay không? Thì các bạn sẽ thấy là mình nên không nên ở lại mối quan hệ đó. Và thông điệp của lá bài là khuyên các bạn hãy dành thời gian suy xét kỹ mối quan hệ của mình từ trước đến nay, xem thấy là cái vấn đề đang diễn ra là gì. Và dù gì chăng nữa thì các bạn phải chuẩn bị một tâm thế cởi mở nhất để đón nhận cái điều xấu hoặc là tốt đang diễn ra. Khi các bạn học cách nhìn nhận lại, cách bạn chăm sóc bản thân của mình và quyết định rất lớn đến cái việc thay đổi, thu hút bạn đời của các bạn, thì điều lá bài muốn nhắc nhở với các bạn, thông điệp của lá bài nó cho thấy những cái trải nghiệm của các bạn đó, thực sự là không có ý nghĩa. Nó không có ý nghĩa sâu xa gì hết giúp cho các bạn phát triển trong cuộc sống này hết á. Bởi vì các bạn phải biết là những cái tiêu cực đó không giúp bạn phát triển hơn. Điều các bạn cần là các bạn phải thực sự tin tưởng và tìm một cái người nào đó thực sự mang đến hạnh phúc cho các bạn. Một mối quan hệ đem lại giá trị, sự chấp nhận lẫn nhau, chứ không phải mối quan hệ sống trong sự tổn thương đau khổ rất là nhiều. Hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy được câu trả lời. Bởi vì đây là các bạn, nó khuyên các bạn nên thoát ra những cái mối quan hệ mang lại cho các bạn sự rắc rối. Không nên giao phó mình cho những cái người mà không đáng tin tưởng. Bạn phải để quyết định là chính bạn quyết định, không để cho bạn sống vào cảm xúc của người khác. Hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy, bởi vì lá bài là một cái lời cảnh báo về sự thay đổi trong tình yêu rất là lớn nha các bạn. Và thông điệp của Oracle là các bạn đừng có tìm kiếm sự hài lòng bởi vì những cảm xúc của tình yêu. Khi các bạn để cho năng lượng của tình yêu mà cảm xúc quá nhiều, nó hướng dẫn cho các bạn cảm thấy là mình phải trở là ai trong con người mình. Đừng để cho cảm xúc đó khiến các bạn trở thành gặt hiu thân trong mối tình không thực sự đem đến hạnh phúc cho các bạn. Và thông điệp tình yêu đó là sự tách biệt. Khi các bạn tách ra cái sự niềm ao ước nhung nhớ người khác, hoặc cái việc các bạn đã làm cho các bạn không có chắc chắn trong tình cảm về tương lai của hai người, thì đây là các điều các bạn phải nên tách ra một thời gian để thấu hiểu bản thân của mình hơn. Và điều thứ hai đó, các bạn phải tìm kiếm được một những cái tâm hồn đồng điệu với mình, để từ đó các bạn biết được rằng một cái người đồng hành chính là một cái người không phán xét, biết chấp nhận lẫn nhau, có một cái sự thấu hiểu về nội tâm, một cái tâm hồn thực sự là gắn kết, thì đó mới chính là cái người yêu lý tưởng mà bạn cần tìm. Hy vọng các bạn sẽ tìm được một cái người thật sự là thấu hiểu mình, nơi mà các bạn có thể tạo giá trị, tạo niềm tin và thực sự thấu hiểu lẫn nhau, có thể giao tiếp. Thì đây chính là tình yêu các bạn cần tìm. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.